gái nó sợ đẹp con gái nước ngô. Nó thằng cha này Ngô Học Lư là chết vì gái nữa. Ủa cái chết vì gái là cái chết tê tái nè, đúng không? Thêm một cái giọt nước tràn ly nữa là đi quýnh nước Việt. Tại vì nước Việt không trả cái kiếm. Không trả cái kiếm thôi đi quýnh tao luôn. Võ luyện văn ôn học binh thư, nếm mật nằm gai đợi báo thù. Thảm sát Trường Bình thù Diệu Quát, xích bích ngàn năm hận Tôn Lưu. Bạch Khởi Trương Nghi Bình Chiến Thất, Tây Thi Phạm Lãi Định Xuân Thu. Chỉ Quốc Tề Gia Trang Nam Tử, xa trường giết địch xử mãi lưu. Xuân Thu Luận Kiếm, Di Nguyễn. Di Nguyễn, thiên hạ đệ nhất chém gió xử tàu. Xin chào các em đến với chương trình Di Nguyễn, thiên hạ đệ nhất chém gió xử tàu. Anh còn nợ tụi em cái trận Hà Tây của quân Tần. Nhưng mà thôi để từ từ đi ha. Bây giờ tại vì video trước anh đang nói về Tôn Võ thì trận này phải nói tới Ngô Hợp Lư. Nếu mà không nói tới Ngô Hợp Lư thì tụi em mất đi cái dòng sự kiện. Thì Ngô Hợp Lư là một trong những vị vua anh kiệt của nước Ngô. Của nước Ngô. Nói chung Ngô thì em chả biết cần biết gì nhiều cả. Biết hai thằng vua thôi rồi. Ngô Hợp Lư cha của Ngô Phù Sai. Thế thôi. Vậy thì Ngô Hợp Lư này cũng không phải là vua mà tự nhiên mà có. Không phải do dân bầu lên đâu ba. Đi cướp ngôi đó. Thằng vua này đi cướp ngôi. Nó nhưng mà ai giúp nó cướp? Thằng Tôn Võ giúp mới đau. Thằng Tôn Võ nó giúp mới đau chứ. Thằng Tôn Võ nó đưa ra một cái kế. Đúng không? Mà cũng chả có gì hay ho, đi giết người hết à. Kế đi giết người. Nói vậy ngày xưa Tôn Võ chắc Tôn Võ chắc anh nghĩ là cái gì sư phụ của CIA bây giờ. Tình báo CIA này nọ đó, sát thủ này nọ đến đánh thuê rồi chắc Tôn Võ làm trùm. Thế kỷ thứ 6 cái công nguyên mà chơi vậy đó mấy em. Đó, nó cũng đi mướn thằng sát thủ nào đó. Nó thằng sát thủ đó cầm cái đao của ai biết không? Cầm dao nè, dao con dao mà hành thích thì có tên nha mấy em. Ai có tên, con dao nổi tiếng lắm. Tụi em comment đúng đi, anh cho đúng event. Con dao này có tên đó. Con dao mà hành thích đó, Công Tử Liêu. Thằng vua đó tên Liêu nhưng mà xưa hay kêu Công Tử Ngang rồi lắm em, Liêu rồi đó. Chứ không phải nước Liêu nha ba. Chứ không phải là nước Liêu của Kiều Phong nha. Không phải, này tên Liêu thôi. Tên vậy đó. Con dao đó, nó để trong bụng cá. Cá diêu hồng đó. Còn cá diêu hồng Việt Nam có thôi, mình bệnh hiếm lắm nên cá diêu hồng cá gọi là cá tiếng vua. Vậy cá tiếng vua là cá gì? Trả lời đi. Rồi à, để trong bụng cá diêu hồng chân tương nha. Cá diêu hồng chân tương luôn, để trong bụng cá vậy. Thằng mấy thằng khi mà đem đồ ăn vô cho vua đó, mấy thằng hậu vệ đó đâu có phát hiện ra đâu. Nó rờ trên rờ dưới rờ trong rờ ngoài rờ háng rờ mông, nó không thấy kiếm đâu trên trời cho vô mang vô. Mà xong rồi cái thằng Công Tử Quang. Thằng Công Tử Quang là Ngô Hợp Lư đó. Hai thằng này anh em mấy em. Thằng Liêu thằng Quang. Nên bây giờ mới có cái tệ Quang Liêu đó. Từ đó mà ra luôn. Từ đó mà ra nha. Nó nói à, Công Tử Quang nói anh bây giờ á, nói chung á, mình ăn á thì phải để cho đầu bếp nó vô nó phục vụ nó mới ngon. Chứ bây giờ để cho mấy thằng nô tỳ mấy con nô tỳ với mấy cái thằng bưng cá này á, nó phục vụ thì đâu ngon lắm. Này nghe có lý, được, món này ngon lắm, mình phải được phải để cho đầu bếp vô phục vụ hả? Được. Đầu bếp vô xong rút dao trong bụng cá đâm chết ngắt vô luôn. Thằng vua có áo giáp mà. Thằng vua nó có mặc áo giáp nha. Đâm phát một chưa dính phát hai dùng nó chiêu đẩy cực vô một cái dính. Đó. Cây đao rất nổi tiếng. Cây đao rất nổi tiếng. Mà nói chung thằng Ngô Hợp Lư này nó khoái đao lắm. Nó quánh như nước Sở cũng vì cây đao. Nó quánh như nước Việt cũng vì cây đao luôn. Chút anh kể cho em nghe cái trẩu tre mà nó chết cũng vì cây đao. Xong cái phi vụ hành thích nó thành công. Hành thích thành công thì ông này lên ngôi. Ông này lên ngôi nha. Xong rồi
Mà lúc đó đó là Tôn Võ nó chưa gặp ông này, mà nó thông qua thằng Ngũ Tử Tư hiến kế đó, nó nói cho Ngũ Tử Tư về nói lại thôi. Rồi sau này nó mới gặp vua, vua mới trọng dụng nó này nọ đi quấn lộn. Thì cái lần thứ hai Tôn Võ nó cũng giúp Ngô Học Lư cái kế ám sát nữa, là cái thằng Công Tử Liêu của thằng con. Thằng Công Tử Liêu này nè, nó có thằng con, nó đang trấn thủ ở cải như kìa. Mà bây giờ cha mình bị giết vậy, đương nhiên nó phải thù Học Lư rồi, đúng không? Mà Tôn Võ nói giờ á, nhổ cỏ nhổ tận gốc, ông phải về quất thằng con luôn đi. Chứ ông không quất được thằng con á thì ông đi quýnh nước Sở rồi, thằng con nó xách quân qua nó quýnh ông sao. Đó. Lần thứ hai là Tôn Võ thực hiện cái kế ám sát tiếp. Ám sát cũng thành công luôn. Nói chung quỷ này ám sát hai lần, thành công hết hai lần, mà hai cha con nó chết vì vụ ám sát. Bởi vậy sau này chắc nghiệp quật hay sao á, thằng này không có đàn bà cuối đời mấy em. Thằng này không có đàn bà. Thằng nhiều khi anh muốn suy nghĩ nha, Tôn Võ nó bị nghiệp quật. Tự nhiên nó đi ám sát người ta hai lần vậy đó. Xong mà cái thằng, cái con đàn bà mà nó thương nhất á thì thằng kẻ thù nó xài. Mà cái con vợ sau này nó lấy, nó tưởng đâu hả, gọi là răng nông đầu bạc, thì cái con quỷ đó là gián điệp của nước Việt. Cuối cùng phải uống thuốc độc mà chết. Nên cuộc đời Tôn Võ nó không có đàn bà. Cuối cùng nó phải sống hiu quạnh ở trong rừng. Đó. Rồi nói về Ngô Học Lư. Thằng vua Ngô Học Lư này nó nhiều tật lắm em. Thằng vua này nó khùng khùng. Có khi nó được lắm, mà có khi nó xàm đế. Anh kể cho nghe cái được. Cái được á là nói gì quýnh lộn. Nó rất là quyết đoán. Nó tin thằng Tôn Võ là tin thằng nào bàn nó cãi liền. Nó quyết định rất là man. Nói gì quýnh lộn thì ok. Còn mà nói gì cái vụ mà gọi là khi mà sau khi quýnh lộn á, là chúng ta điều hành triều chính á, đó thì nó rất là dở. Anh lấy một cái ví dụ. Những cái ví dụ mà nói về cái dở của Ngô Học Lư là trong vấn đề, ví dụ như sau khi đã quýnh được nước Sở, sau khi quýnh được nước Sở, chiếm kinh đô nước Sở trong vòng tháng, thì trong tháng đó đó ổng thấy chết mà trời buồn quá, kinh đô của tao thì nhỏ xíu mà kinh đô ông Sở này bự quá, có rồi tao qua đây tao ở luôn ta. Nó thấy chết mẹ ra, ông chiếm nước người ta mà hôm qua ông ở luôn, đúng không? Vậy thì cái lý do nào mà chiếm nước Sở? À anh xin nói, anh không ngại ra Hà Nội chỉ cần lý do. Cái lý do là cái quan trọng cực kỳ. Cái lý do thì nó chiếm nước Sở là vì thằng Ngũ Tử Tư. Mà Ngũ Tử Tư thì phải ăn liếp mà, Ngũ Tư nó cũng dài y như Tông Võ vậy đó, là phải ăn liếp. Nói chung là chiếm nước Sở là để trả thù cho Ngũ Tử Tư. Mà bây giờ trả thù được rồi thì ông về đi, ông ở đây làm gì đó. Nhưng mà tại vì cung điện này nó ngon, nó rộng rãi này nọ, đúng không? Ngai vàng nó làm bằng gỗ xịn này nọ, ngồi mát đít này nọ kia, gái cũng đẹp nữa, gái nước Sở đẹp hơn gái nước Ngô nó. Nên thằng cha này Ngô Học Lư là chết vì gái nữa. Ủa cái chết vì gái là cái chết tê tái nè, đúng không? Đúng không? Ở ngoài mặt thì cấm binh sĩ này nọ, không gái gú, không này nọ kia. Nhưng mà trong là buổi tối á thì đi đêm, đi vô trong cái động kia toàn là mỹ nữ với phi tần của ông vua Sở hồi xưa không à. Đó, quậy trong đó hướng há ngó, sáng đi lệch đầu gối lắc rung này nọ, mấy kia nó thấy đâu có phục đâu. Nói ở vua nó đường vua làm nẻo. Mà chưa kể cái tin nữa, nó truyền ra ngoài nó rất là nguy hiểm. Nó dân Sở nó nói là ông qua ông cướp nước tôi, ông hãm hiếp đàn bà này nọ các kiểu, phi tần trà đạp lên này nọ miếu đường nhà tôi, làm cho dân Sở nó phẫn uất lên, nó không có chịu sự phục tùng của nước Ngô. Đó là một cái giọt nước tràn ly là cái này nè. Đó, vào cái thời đó thằng Tần nó rất là yếu, thằng Tần nó yếu lắm, nó phải đem cống mỹ nữ qua bên nước Sở để làm vợ cho con thái tử. Nó con nhỏ mỹ nữ nước Tần làm vợ cho con thái tử, nhớ tình tiết đó nha. Xong rồi thằng vua già thấy mong con nhỏ này đã quá, nó quắt tối ngày. Nó quắt tối ngày, và tối ngày nó tập, nó vô phòng nó tập game, mà động tác là Ben Overo. Ben Overo là nói trong game, còn nói ở trong cái vụ mà kia là Doggy đó ba nha. Nói trong cái vụ kia là khác hả? Nên ông vua già chịu đâu có nổi. Ông vua già vô phan con nhỏ luôn. Phan con nhỏ con thái tử phun máu. Cha chồng nàng dâu. Mà giờ thà nàng dâu thì nó là dâu rồi, cái này chưa dâu. Cái này mới vô thôi là chưa dâu. Ủa thằng tía phan luôn. Thằng thái tử phun máu. Từ lúc đó thằng thái tử nó ngồi nó hận đàn bà. Nó cũng ngồi đó nó rượu chè, nó tủ sắt luôn. Nó. Xong rồi nó dẫn tới cái chết của thằng Ngô Sa. Nó thằng Ngũ Sa nó lộn. Thằng Ngũ Sa, mà Ngũ Sa là cha của Ngũ Tử Tư. Từ từ nhá, hàng chút đỉnh thôi. Xong rồi cũng nhỏ đó,
cũng con nhỏ đó thì tới thời thằng vua con nó làm ngôi làm vua thì con nhỏ thành quốc mẫu. Con nhỏ đó thành quốc mẫu khi mà nước Ngô vong quốc, nhỏ đó vô rừng. Con nhỏ đó vô rừng, đúng chưa? Mà thằng Ngô Hợp Lư này nó bị nó được thằng Tùy Tùng dẫn đường, nó vô rừng nó phang thêm con nhỏ đó nữa. Đồ cái này mới chết nè. Cái này mới chết nè. Nó phang thêm con nhỏ đó nữa. Con nhỏ đó chịu luôn chứ sao giờ, đàn bà sức yếu mà. Ủa thằng kia nó ăn thịt dê với nó uống máu không, nó mạnh thấy mẹ mà sinh lý nó cũng ghê nữa. Con nhỏ phải chấp nhận thôi. Xong một đêm quan lạc đó, thằng này phê đâu chưa kịp mặc đồ, con nhỏ ra ngoài đường tự tử. Trời đất ơi, lúc đó là dân sở nó ghét cực kỳ luôn mấy em. Thằng Tôn Võ nó cản chết mẹ rồi, thằng này không chịu. Nó nên Ngô Hợp Lư nó phạm một cái sai tày đình. Nó đi nó cưỡng hiếp con nhỏ quốc mẫu này, giống như nó cưỡng hiếp mẹ nguyên nước Sở. Hồi xưa phong kiến là như vậy đó mấy em. Mày cưỡng hiếp quốc mẫu mà làm nhục nước tao này nó kia. Trời đất ơi, lúc đó là sứ quân nó loạn, nó nổi dậy, nó khởi nghĩa loạn lạc tùm lum. Chịu hết nổi luôn, Tôn Võ nó thôi đại đầu đại dương phải rút binh thôi. Đại dương không là được, rút binh. Đó, rút binh. Giờ mới hối hận. Giờ mới đã vậy thì cái công trạng đánh nước Sở được gì đâu. Chiếm kinh đô nó 1 tháng, gây ra những cái tội ác của tài đình như vậy đó. Chơi trên đầu trên cổ nó không mà cũng vì cái thứ dục vọng mê gái thôi. Nó vậy thì bao nhiêu chính nghĩa ngày xưa mà bây giờ bị sụp đổ trước những hành vi như vậy. Nó một cái chết. Nên cái nước Ngô thời của thằng cho Ngô Hợp Lư mà được sự ủng hộ của ông Tôn Võ với Ngũ Tư Tư rất là cường thịnh và rất là mạnh. Thêm cái sai lầm thứ hai, sai lầm này là nói về trong nội bộ nước Ngô về điều hành đất nước. Lúc đó đó là cái nước Việt á, không phải Việt Nam nha ba. Nước Việt á là cái mối mà gọi là đe dọa, mối nguy hiểm nhất cho nước Ngô, quýnh lộn hoài à. Hai thằng dài giành nhau 7 múi. Má xưa nó nghèo độ vậy đó. Có múi thôi cũng giành nữa. Tại hai thằng đó nó gần biển á mấy em. Cái nước Sở là nó là Đông Ngô rồi sau này đó. Cái nước Sở nè, nước Việt nè, nước Ngô nè. Là hồi xưa nó chia 3 nước vậy đó. Nhưng mà tới thời mà thời Tần á thì nó gom chung là nước Sở, chà bá đó. Nó nằm ở dưới phía nam của sông Trường Giang đó. Đó là nước đó. Nó giành nhau 7 múi ngoài biển Đông đó, nó quýnh lộn tối ngày. Nó nên cái cuối cùng á, Tôn Võ nó nhìn thấy được, thấy rằng à, bây giờ á, đường bộ thì thằng Việt nó không có tủ tí rồi. Bây giờ là tao mới gọi là có kiếm có ôn giả tử rồi. Không ngán đâu. Nha. À, không ngán đâu, can tướng mặt tài giúp cho ta rồi, ta không sợ. Nên chỉ còn đường thủy thôi. Sợ thằng Việt nó dùng đường thủy nó úp. Nên mấy bạn thấy sau này thằng Đông Ngô rất mạnh đường thủy đó bạn. Là từ đó mà ra đó. Cái thằng dân Trung Nguyên thì nó mạnh kỵ binh Paladin đó, 14+4. Wow. Đúng không? Còn cái dân mà Sở á, thì thôi thuyền đúng trùm luôn. Thuyền đúng trùm luôn. Đó. Xong rồi cái đề xuất với Ngô Hợp Lư, bây giờ là mình phải đề phòng từ xa đi. Mình phải xây gọi là cái gì? Mình xây là giống như là cái danh trại thủy quân đó mấy em. Cái danh trại thủy quân để gọi là mình huấn luyện chiến thuyền, rồi mình huấn luyện lính, rồi mình đóng thuyền rồi này đó. Ông phải xây đi, xây đó tốn rất nhiều tiền. Nhưng mà nó cần cho cái việc an nước sau này. Và nó cần cho cái việc mà gọi là sau này có thể đánh được nước Việt nếu cần. Thì Ngô Hợp Lư nghe thích, ok yes. Rồi xong rồi tối về ngủ nằm trên giường đi văn, nụ đau lưng quá. Nghe tiếng ếch nhá nương kêu gột gột, ê quá, gặp thằng chó điên kia nó vô nó. Thằng chó điên Ba Bì á. Nó vô nó nói trời đất ơi, giờ nước Ngô mạnh rồi sao bệ hạ ngủ khổ vậy. Bệ hạ không xây cho mình một cái hoàng cung bự hơn nước Sở. Đó xong rồi cái vua nó, tao không nhớ hoàng cung quá lắm mày ơi. Cuộc đời tao chinh chiến nhiều năm tao chưa giờ vô được cung đẹp vậy á. Xong rồi cái thằng kia nó thổi gió. Nó là xếp xếp giờ nước mình lực mà nước mạnh này nọ, giờ thì mình làm cái cung bự nó đi. Thể diện quốc gia này nọ kia kiểu, thằng cha thích nữa chứ. Thằng cha thích gì cái cục luôn. Xong méo biết trong túi có nhiêu tiền. Xong rồi ngày mai nó xung đột. Ngày mai nó xung đột mấy em, tiền thì cho cái thủy quân kia rồi. Mà giờ tiền thêm cái này nữa không đủ tiền. Thì làm sao? Kêu ngừng thủy quân nó mới ghê chứ. Trời ơi. Ngủ từ từ nó la rùm luôn. Không chịu. Xong rồi cái thằng Bá Bị nó xếp cho em đi, yên tâm đi. Em có cách, em không còn đụng tiền tới nó luôn. Thằng vua này đầu bò, tin thiệt. Không đụng tưởng sao? Nó đi ra đường nó cướp. Trời ơi, Bá Bị nó ra đường nó cướp dân. Nó cướp dân, nó tăng thuế này nọ giết. Xong rồi cái dân Ngô nó khổ quá, nó đu càn luôn. Nó không ở nữa. Nó giờ nước Ngô thuế cao quá không ở rồi, xu nặng nữa rồi, công dịch này nọ lum ABC, làm cho nước Ngô lúc đó nó bị yếu lại. Làm cho nước Ngô nó bị yếu lại mấy em. Thêm một cái giọt nước tràn ly nữa là đi quýnh nước Việt. Đi quýnh nước Việt.
Sử thì nó ghi rằng á, trong giai đoạn đó đó, Ngô Hợp Lư quýnh nước Việt tại vì nước Việt không trả cây kiếm. Cây kiếm gì? Không trả cây kiếm thôi đi quýnh tao luôn. Nhưng mà anh nghĩ đó chuyện phần thôi, chứ còn chẳng qua nó mưu mô từ những cái này cái kia, từ những vấn đề này nọ kia. Xong rồi á, nghe được bên nước Việt á, có thằng vua cha chết, thằng vua con mới lên ngôi. Mà thằng vua con là cái gì? Thằng Câu Tiễn đó. Xong cái Ngô Hợp Lư xách quân đi quýnh. Ngô Hợp Lư xách quân đi quýnh mấy em. Đâu má vua nó chết rồi, bây giờ lật nước nó đang yếu này nọ kia. Xong rồi xách quân đến đi đánh Tôn Võ Cản. Tôn Võ Cản nói thôi ông quýnh nó cứu này là ông chết á. Sẽ nói chết gì mà chết. Nói ông quýnh cái này nó phi nghĩa. Đúng không? Trong chiến tranh quan trọng nhất là cái cuộc chiến có nghĩa phi nghĩa. Chứ không phải là cái việc ông mạnh hơn nó hay yếu hơn nó. Bây giờ ông quýnh nó đó là nhà nó đang có tan. Mà ông không đi phúng điếu ông vô ông phá. Ủa thì đương nhiên cha con nhà nó ra khô máu vô là cái chắc. Đúng không? Mà lúc đó là sĩ khí nó lên cao một cái chém 10 nữa. Đó, mà lúc đó đó là cái gì chư hầu nó ghét ông luôn. Tại vì ông chơi không đúng đạo, người ta nhà người ta đang có tan qua ông quýnh. Đó, thiệt tình luôn. Quýnh cũ đó bị chết. Bị chết. Bị chết mà em. Nhưng mà Tôn Võ làm như người tiên, ông biết trước luôn rồi. Biết trước luôn. Biết trước cái chết của Ngọc Lư luôn. Nên Tôn Võ nói ông Vũ Tư. À giờ thôi giờ trận này tôi không đi rồi đó, ông đi với ổng đi. Ông đi ổng đi nhưng mà tôi chỉ cho ông ba kế sau đây. Ông phải ngồi đó, ông góp ý ông đi chứ không chết thiệt á. Ba kế gì? Nói là giờ quân Việt đó, ra gặp quân Việt. Quân Việt là một quân rất thiện chiến. Nó đang quýnh mà nó bỏ chạy, chắc chắn có âm mưu. Wow. Đó, kế thứ nhất, biết rồi. Kế thứ hai, người Việt người ta rất trung kiên nghĩa đảng. Nghĩa đảm chứ. Người Việt người ta rất trung thành với Chúa. Thằng chó nào nó chỉ đường đừng nghe. Rồi xong, rồi cái thứ ba là gì? Thứ ba, lúc nào cũng phải điều một cái đạo quân khoảng chừng một vạn người đi sau Chúa Thượng để cứu Chúa Thượng lúc cần thiết. Đậu ra tới cái kế thứ ba là cái dân vua sắp chết rồi đó. Xong rồi ra trận y như rằng binh pháp Tôn Tử mà. Binh pháp Tôn Tử đâu có phải mình nước Ngô nó biết. Ngô Hợp Lư có 13 chương bản photo. Thì mà mấy em, vợ của thằng Tôn Võ là gián điệp của nước Việt. Ôi thằng chồng biết là chương thứ 14 mà vợ không biết. Nó nên thằng Việt nó rành binh pháp Tôn Tử luôn. Nên giờ thằng nào giữ thằng nào. Ủa hai thằng quýnh lộn. Đem ra Ngô Hợp Lư thì coi thường thằng Câu Tiễn là nít. Mới đẻ biết gì đánh. Xong nó quýnh giữa chừng rồi nó thôi giả bộ thua. Mà biết không nó dùng chiêu nữa. Nó dùng cái chiêu mà nó mổ nó tự tử 50 thằng già đó. Kể rồi đó. Cái chiêu mất dạy. Cái chiêu đó anh chửi nhiều lần rồi. Cái chiêu mà gọi là nó đem 50 già của nước Việt ra. Trong đó có Trang Tây Thi nữa nha. Cái này chắc chế quá. Không, cái vụ người già là có thiệt. Có vụ cha của Tây Thi là chắc chế. Đó. Nó đem ra. Quyết tử cho tao có quốc sinh, tự tử cái rột. Đủ 500 thằng luôn. Đứng trước quân Ngô, tự tử cái rột. Quân Ngô tự nhiên nó bấn loạn tinh thần. Nó thấy sốc quá, nó cũng không được. Nó loạn vị trí. Cái quân Việt úp nó một cái. Mà quân Ngô nó cũng còn mạnh, úp không chết, cái quân Việt giả bộ thua, chạy. Thấy mình quen chưa? Cái ngủ từ từ nhớ, xếp được cái rượt, rượt trúng kế. Nó mẹ nó thua, nó chạy tới nước, mà không được, nó chạy luôn sao? Đó, chạy theo được, rượt, nó hồi vô rừng, cái hết biết đường đi luôn. Hết đường đi, tự nhiên thấy có thằng kia nó ngồi trồng khoai. Ê ra cu biểu cái gì vậy? Nói giờ mày trồng khoai tháng được nhiêu, tao cho mày gấp 100 lần, dẫn tao đi. Cái nói, đi đâu? Tao trồng khoai tao biết gì đâu đi, gì vậy? Nói mày, ở đây mày hiểu địa hình không? Nói, tao sống đây từ nhỏ tao biết, nhưng mà cái gì? Đó, nói giờ tao cho tiền nè, mày đừng trồng khoai nữa, mày dẫn tao đi ra khỏi khu này coi. Nói tiền hả? Nhiều không? À cái nó nhiều, à nhiều đi. Xong cái ngủ từ từ nó nhớ tới kế thứ hai. Mấy người Việt trung kiên nghĩa đảng nói dẫn đường đừng bao giờ nghe. Đúng không? Cản thôi đừng nghe thằng này nó xạo đó. Cái Ngô Hợp Lư quay lại, ủa nó xạo sao? Nó xạo tại vì nó quá giống thiệt. Nó quá giống người thiệt nên nó xạo. Thôi mày tao lao, mày ở đây đi, tao đi theo. Má đi theo nó dẫn hồi vô đầm lầy luôn. Đi theo hồi nó dẫn hồi vô đầm lầy, nguyên đồng binh ngựa thì bị sụp lầy. Xe thì bị sụp lầy. Hả? À. Xong rồi cái nó thằng nhóc dẫn đường hồi nãy nó đứng trước á, nó cười kha kha kha, các người đã trúng kế. Nó cười đã đời nhưng mà nó quên rằng nước Ngô rất là nhiều mãnh tướng. Trong đó có thằng tướng Dương Cung đã bắn nó chết ngắt luôn. Thằng dẫn đường nó cũng chết luôn rồi.
Nhưng mà bây giờ quân Ngô đã rớt vô trận địa mai phục của quân Việt. Nó à, xong rồi cuối cùng trong cái loạn tiễn đó, nó nhắm vô Ngô Hợp Lư, nó để một tiễn xuyên tâm Ngô Hợp Lư, xuyên tim luôn. Nhưng mà chưa chết chỗ đó, tại cái chiêu thứ ba, còn chiêu thứ ba nữa mấy em. Chiêu thứ ba là có dạn quân nó đi cứu đó, cứu được lôi về, lôi về cái thành gần đó thôi. Trút hơi thở cuối cùng, thằng phù sai đó thề: trời, tao phải trả thù mày giết tía tao, tao phải trả thù thằng chó Cầu Thiện. Đó, nó thề vậy đó. Nên Ngô Hợp Lư chết. Chết như mấy cái đậu tre đó. Nên cuộc đời nói chung là xét cho cùng thì Ngô Hợp Lư nó cũng mà, nói chung thì đối với nước Ngô cũng có công có tội. Ngô thì Ngô cướp về, đúng không? Nhưng mà cũng làm cho nước Ngô nó mạnh lên, có được thành Cô Tô vững chắc, đúng không? Có được thủy quân này nọ kia, có được Tôn Võ phục vụ, có được Vũ Thứ Tư phục vụ. Nó không chỉ nghe lời thằng Bá Bì Sàm Đế thôi. Cái thằng Bá Bì á, thằng không có đào làm cái con mẹ gì hết trơn á, tham nhũng với nhiều nịnh thần này nọ kia thôi. Bởi vì người ta nói bao giờ nịnh thần nó cũng có chỗ nó sống ấy. Còn mấy thằng trung thần cuối cùng nó bị ghét, em hiểu không? Ngay cả Nhạc Phi chết sảm cũng bị gì thằng cối thì ai đó đợi tống. Hôm nay tôi em yên tâm đi, anh đi tới em từ 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 cái đời mà thấy kỷ thứ bảy trước công nguyên vậy, sao sao thì tôi vua Phổ Nghi luôn. Rồi trong vấn đề chọn ngôi, Hợp Lư á có hai con Ngô Trung Lĩ và con Ngô Phù Sai. Cái thằng Phù Sai thì nó điếm đàn hơn đó, thằng Phù Sai nó điếm đàn hơn, nhưng mà cái mộng nó cũng bá dương. Nói chung thằng này mang tính chất tà hơn, nó mang tính chất tà hơn. Còn thằng Trung Lĩ nó mang tính chất thiện hơn. Thằng Trung Lĩ cái gì cũng can vua hết á, cái gì cũng can á. Thằng vua làm gì nó can sạch bách, nó can trước triều chính, mà thậm chí nó đam luôn ông vua luôn. Ông vua quê chứ cũng nhiều lần đó. Mà thằng Trung Lĩ á thì nó được là Ngũ Tứ Tư với Tôn Võ phò trợ. Còn thằng Phù Sai á thì nó được thằng Bá Hy phò trợ. Nhưng mà cuối cùng á, thằng Trung Lĩ nó sống nó phổi quá, nó không biết định ông vua, nó không biết định ông vua mà nó sống thẳng quá, đúng không? Nó trung với nước Ngô mà nó méo trung với cha nó. Cha nó sai nó đam cha nó luôn à. Nó thằng cha nó cay, cay tới cay lui cay xuôi cay ngược, cuối cùng tao giáng chức thái tử của mày luôn, giáng chức thái tử của mày đuổi đi luôn. Đó, cho thằng Ngô Phù Sai lên làm thái tử. Nên cuối cùng thằng Trung Lĩ nó ở đâu cũng chả biết nữa. Đó, nên cái vấn đề mà gọi là chọn ngôi á thì ổng là bỏ trưởng lập thứ. Mà thời xưa mà mấy em, cái màn mà bỏ trưởng lập thứ là nó loạn triều đình. Nó loạn triều đình. Nên khi sau đó thằng Ngô Hợp Lư chết, Ngô Phù Sai lên ngôi á, thì trên một nước Ngô nó đã yếu từ từ rồi. Nó không còn sự phục vụ của Tôn Võ nữa, chỉ còn Ngũ Tứ Tư thôi. Nhưng mà Ngũ Tứ Tư cũng được, không có đánh nổi nếu mà Phù Sai nó biết nghe. Phù Sai tính ra cũng không có phải là quá tệ. Phù Sai quýnh lộn tốt, đánh trận cũng hay hơn Trung Lĩ nhiều. Nhưng mà chỉ có một cái nó điếm đàn thôi, nó sống nó tính chất nó tà. Nhưng mà Phù Sai nó bị dính vô méo cái chiêu mà gọi là cái gì, vây cu đại pháp của Điêu Thiền. Ủa lộn bậy, của Tây Thi. Thua luôn. Con Tây Thi thêm Trịnh Đáng nữa. Con Tây Thi thêm Trịnh Đáng nữa. Mà con Tây Thi á thì nó phục vụ 1 tháng 27 ngày, Trịnh Đáng phục vụ 1 tháng 3 ngày. Mà có khi có tháng thì lên tới 5 ngày 6 ngày nha. Đó, anh đố tụi em tại sao, ai biết trả lời mới là dân chơi. Đó, nên cái câu chuyện Phạm Lãi, Tây Thi, Trịnh Đáng sẽ có video. Vậy tóm lại trong cái đề tài của Ngô này, anh còn nợ tụi em những video nào? Thứ nhất, nói về quan thần của hai nước. Quan thần của hai nước nó có nhiều quan thần, của nước Việt và nước Ngô. Thứ hai, nói về tình sử Tây Thi, Phạm Lãi, Phù Sai. Nói về Ngũ Tứ Tư. Nói về Việt Vương Câu Tuyển. Nhiều video nha. Thôi coi như nợ tụi em đi. Rồi gặp lại tụi em trong những video tiếp theo, trong chương trình Di Nguyễn Thiên Hạ Đệ Nhất Chém Gió Sử Tào nha mấy em. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.